Hello anh em, hello mọi người đã đến với kênh YouTube NNT 1001 của mình. Thì hôm nay mình quay cái clip này là để mình hướng dẫn anh em cách mà mình bơm nước tự động để tưới cái vườn rau trong cái dịp Tết sắp đến ha. Thì hôm nay là cũng gần Tết Dương lịch rồi, thì sắp tới sẽ là Tết Tết Dương âm lịch, Tết âm lịch là Tết ta đó hả. Thì khi mình đi về quê hay là đi chơi du lịch đâu chẳng hạn, thì ví dụ như rau của mình trồng á, rau của mình trồng thì nếu mình đi mấy ngày nó sẽ không có ai tưới nước và nó sẽ chết ha. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mình làm cái hệ thống tưới nước tự động cho mọi người xem ha. Đó, cái vườn rau của mình đây, nếu mà mình không làm cái hệ thống tưới nước tự động này thì khi mình Tết mình đi du lịch hay đi về quê mấy ngày nó sẽ vô nó sẽ khô hết và mình sẽ làm lại từ đầu, rất là mất công. Trồng một cái rau phải từ trên 1 tháng trở lên hả, những cây ngắn ngày thì có 1 tháng, như rau cải hay gì đó là 1 tháng, còn những cây như cái ớt, cái bầu bí, dưa leo gì đó ha thì cũng phải mất mấy tháng nó mới được nó ra trái. Không lẽ mình nghỉ mấy ngày Tết mà vô phải trồng lại từ đầu đúng không mọi người? Thì hôm nay đó, những cái cây khổ qua này nè mình trồng này, trái nó nhỏ mới bay lớn mà nó ra hơn 1 gang tay này, mọi người thấy không đó. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mình làm cái hệ thống tưới nước tự động như thế nào để cho khi mình nghỉ Tết về quê đi chơi hay là đi du lịch gì đó thì rau mình vẫn được tưới nước bình thường để cho nó không bị chết nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái hệ thống chính để tưới nước tự động là đây. Một cái phao điện ha, một cái phao điện này mình làm lâu rồi. Đó, cái phao điện cái dây ruột gà này nó mục hết rồi này. Đó, bữa nay mình sẽ mở ra mình thay lại cái dây ruột gà này, nó sẵn tiện mình sẽ giới thiệu cho mọi người ha. Thì cái này là dây điện cấp điện 220 ha, cũng có một cái loại là điện điện 12V hoặc 24V nha mọi người. Đó, cái phao điện là cái dây này thì mình mua cái loại phao mà luôn luôn đóng, tức là không có điện thì nó sẽ đóng để cho nước nó không có ra. À, luôn luôn có luôn luôn đóng để khi mà một cái công tắc điện nữa. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem nè. Đây mình sử dụng một cái công tắc điện Sono off ha. Mình sử dụng một cái công tắc điện Sono off này để đóng ngắt từ điện tự động, hoặc là mình có thể điều khiển từ xa qua cái điện thoại nha mọi người. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái phần mềm Evolink để cho mà đăng ký cái hệ thống này. Mình đi đâu mình có thể là mình mở điện thoại ra mình bấm một cái là nó sẽ chảy nước tưới nước cho cây, hoặc là mình có thể là mình hẹn giờ mấy giờ đó nó sẽ tự động tắt. Ví dụ nhiều khi mình đi chơi mình quên mình không bật á thì cái này nó cũng tự động nó chạy điện, nó bật điện lên mấy giờ nó hẹn mấy giờ nó bật điện lên và mấy phút nó tự động nó ngắt nha mọi người. Mình ghim điện là điện 220 luôn á mọi người. Ghim điện 220 để nó ra chỗ cái khóa khóa điện ngoài kia ha. Thì bây giờ mình ra ngoài nữa nha. Đây cái hệ thống điện phía bên trong á, nó cung cấp cho cái khóa điện này. Khi nào có điện thì cái van này nó sẽ mở. Cái van này mình mua phi 27 nha mọi người. Phi cái phao điện này cỡ đợt đó mình như mua nhớ mua là 200 mấy ngàn đó. Đó, ở 220 hay 240 gì đó mình quên rồi, mua lâu rồi mấy năm rồi đó. Mọi người thấy cái ống ruột gà nó mục luôn này. Bữa nay mình mở ra mình thay cái ống ruột gà này đó, như mọi người. Cái phao điện này 200 máy này mình đấu nước từ cái bồn đó. Thường nếu mà mọi người trồng thì chỉ trồng cây sân thượng thôi, còn cây sân thượng thì mình đấu nước, nếu cái bồn cao thì mình đấu vô cái giòi xả luôn này đó, đấu vô giòi xả. Chỗ này nó có cái van, mình mở vừa vừa thôi, không mở mạnh, mở mạnh là nó chảy rất là mạnh. Mình khóa lại mình giảm cái lưu lượng nó chảy bớt đi. Đó, nó ra đây kèm theo cái sợi dây điện nữa. Điện là 220, nếu mọi người sợ 220 thì nói chung này nó không ảnh hưởng gì hết trơn á, nó không có ảnh hưởng gì tới cái nguồn điện bên trong này, nước này nó không sao hết, nó không có giật. Nếu mọi người sợ thì có cái loại khóa mà 12V á, nó qua cục adapter, 12V qua cục adapter đó, thì mình cũng mua adapter để bên trong kia ra ngoài này. Mình lấy cái nắp này mình đậy lại để che mưa che nắng cho nó không có bị hư nha mọi người. Mình gắn vào đây đó, thì khi nào mình mở khóa thì nước sẽ chảy ra đây và nó ra một cái hệ thống ống này. Thì dưới những cái thùng cây, những cái thùng thùng xốp này mình sẽ khoan những cái lỗ ha, mình khoan những cái lỗ lớn và mình lấy băng keo mình chích nó bít lại. Ví dụ như cái nhu cầu của thùng đó nó cần nước nhiều thì mình khoét cái lỗ nó lớn hơn ha. Và những cái chỗ nào mà
ít cần nước á. Những cái thùng mà ít cần nước thì mình đâm cái lỗ nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ những cái thùng mà nó đang ra cây ra trái á, nó cần nước rất là nhiều thì mình khoét cái lỗ nó rộng rộng tí. Còn những cái cây mà nó còn non, nó ớt này, nó ít cần nước thì mình khoét cái lỗ nhỏ nhỏ thôi, để cho nó đủ cái lượng nước, nó không có bị dư thừa, nó tràn, nó chảy nè mọi người. Ví dụ những cái lò rau này nó cần nước rất là ít thì mình chỉ khoét cái lỗ nhỏ thôi, để cho nó chảy, cho nó có độ nước rồi thì mình canh sao cho nó hợp lý ha. Mấy cái kia mình cứ khoét từng lỗ lỗ hết rồi mình bít chân keo lại. Ví dụ cái ống, cái thùng nào mình trồng rau xong rồi mình không xài nữa, mình dán lại băng keo ha, mình dán lại thì cái lỗ nó không có chảy nước nữa, được chưa? Tương tự ở phía bên kia cũng vậy nè mọi người. Đó, mình đi cái đường ống này, mình đi cái đường ống nó dọc theo cái bờ thành đó ha, dọc theo bờ thành đó và nó xuống những cái chậu cây ở phía bên kia. À, thì mình test thử, mình canh giờ, mình hẹn giờ sao cho nước nó chảy đủ liều lượng và cái độ ít nhiều của mình, ít nhiều của những cái thùng này mình canh cho nó ok rồi thì mình để đó, mai mốt mình Tết mình đi du lịch hay gì đó mình bấm lên cho nó chạy thôi. Thì trước khi mình đi du lịch mình nhớ chạy thử để cho nó coi, kiểm tra cái độ ổn định của cái thùng này nó như thế nào nha mọi người. Mình kiểm tra cho nó ổn định rồi thì mình cho vô hoạt động vào những ngày Tết ha. Thì nói chung cái này nó tưới nó không có phun được đầy hết những cái thùng, nó chỉ chảy ở một chỗ thôi thì nó sẽ đỡ được trong mấy ngày ha, nó đỡ được trong mấy ngày. Còn những ngày kia thì mình về rồi mình tưới nó sẽ tốt hơn đó. Bây giờ này là để ứng chiến những cái lúc mà mình không có nhà mọi người. Đây, cái phần điều khiển cái nguồn điện này mọi người, đó các mọi người thấy cái tưới nước ra không? Bây giờ mình bật á thì nó sẽ bắt đầu, nó sẽ cái khóa này sẽ bật lên nó chạy nha mọi người. Đó, tưới nước ra này. Đó, mình bấm nó, mọi người nghe thấy chưa? Rồi đây mọi người, đó cái nước mình bơm ra rồi đó. Mình khi mình bật điện cho nó chạy á thì cái van điện nó sẽ mở ra và nước nó sẽ chảy này. Đó, mình khoét mấy cái lỗ đó mình khoan xong rồi mình bịt keo và mình khoét mấy cái lỗ này để mình canh chỉnh cho nó đều nha mọi người. Đó, như đây này, đó. Mình cố ý mình để cái cây như này để cho nó chảy nó đều ra ha, để cho nó chảy nó được nhiều nhiều hướng đó mọi người. Hướng này cũng có, hướng này cũng có này đó. Mình cố ý mình để cái cây đó, mấy cái kia mình cũng sẽ làm như vậy ha, để xe nó sẽ phun ra, có cái này nó phun ra ngoài này để mình sẽ canh chỉnh lại để cho nó phun vô bên trong ha. Đó, mình sẽ chỉnh lại cái vị trí cái lỗ cho nó phun bên trong như thế này này đó. Một cái nó vô trong cái thằng góc á, một cái ra ngoài này là tốt ha. Cái này, cái gần này nó không cần thiết lắm, mình chỉ phun sơ sơ thôi. Như cái này đó. Cái chậu này mình sẽ đó, mình sẽ cho nó phun như thế này đó, nó hơi nhiều một xíu, cái nào cần thiết mình sẽ cho nó phun nhiều hơn ha. Đó, cái này này mọi người đó. Cái này nó chảy này, nước nó chảy này đó, nó bị chảy. Cái này mình sẽ kiếm cái dây mình cột lại khúc này nữa, cột lại khúc này cho nó chảy như thế này nha mọi người. Nó vừa chảy được cái lỗ này và chảy chỗ này nữa, do nó trượt theo cái rửa thành ống á, nó chảy như thế này. Mọi người thấy chưa? Thì chỗ này mình sẽ khoét thêm cái lỗ nữa, do chỗ này mình chưa khoét thêm. Ở trong này nó cũng có nước nè, nó chảy nè mọi người. Rồi tương tự bên này nè mọi người. Rồi tương tự bên này nó cũng có nước nó chạy theo mấy cái ống này, nước nó ngắt rồi mình cho nó bơm một phút thôi đó, thì nó ngắt rồi đó. Mấy chỗ nào mình cho nó chạy hết ha, mấy chỗ nào có thùng rau và chạy và nào không có thì mình sẽ dán nó lại nha mọi người. Rồi nếu mọi người thấy cái hệ thống mà tưới nước rau của mình này hệ thống tưới nước này của mình á, mà nó hữu ích á, để giúp cho mấy bạn cái Tết này đi chơi vui vẻ mà không có sợ rau trên sân thượng bạn chết, hay là ngay cả bạn trồng ở dưới đất luôn chẳng hạn, thì hãy nhớ like cho mình cái và chia sẻ clip này để cho nhiều người có thể làm theo cái hệ thống này, để không có phải là ăn Tết rồi phải trồng lại rau từ đầu nha mọi người. Rồi bye bye mọi người nha. Chúc mọi người xem clip và làm theo cái cách này để cho những ngày Tết mình đi chơi được thoải mái, không có sợ rau nó bị chết mà mất công phải về làm lại từ đầu ha. Rồi bye bye mọi người và chúc mọi người làm thành công. Bye bye.